Mình vui vẻ mình cười mình mới độ được người thân gia đình, độ được chúng sanh. Chứ cái mặt chầm chầm vô ủ sao độ? Bây giờ đi đâu cũng cái mặt gì sao độ? Ví dụ bây giờ mình vô nhà bếp mình nấu ăn đi, mình nấu chút mình nóng đi, ai hỏi tới mình thôi. Bưng đi, bưng bồi. Đồ ăn này trở thành chất độc. Nó hỏi mình, được, làm này đi chút xíu. Được, sao. Thấy chưa, nhẹ nhàng. Chứ hỏi tới mình mà cái mặt thấy không, hỏi tới mình rồi mình đi ngoài đường mà mặt mình đi. Người ta nhìn mình cái là thấy phản cảm liền. Đúng quý vị, mình đi ngoài đường mình mà người vui rồi nhìn mình á, nó vừa vui mà vừa giống khùng nữa. Nghe không? Những đứa có khi mà đi vô cái giường bông giấy nghe, một mình tôi làm tôi vui được không? Những đứa đi ngang cái giường bông giấy đang chỗ bông gì đứa này, ơi bông giấy đẹp quá, bông giấy quá đẹp luôn. Tào lao vậy đó, ngộ vậy đó, làm cái chuyện tào lao kỳ cục lắm. Rồi tự nhiên nắm cái lá bông giấy, lá bông giấy, uống nước chưa? Uống rồi hả? Đẹp quá, xanh quá. Nhìn, ô chim, hót đi con. Ngộ không? Nhìn đi gan khùng vậy đó, nhưng mà tôi vui, kể túi. Rồi xong bồ câu bay thì nó kêu, bồ câu biểu. Làm cái chuyện gì kỳ cục cái chở. Nè, có khi đi ngang ủ kiến, cố gắng niệm Phật nghe. Mày mà không niệm Phật giáng sanh là mày khổ lắm nghe kiến. Ông đi ngang, cái gì trời? Thầy nói chuyện thấy ghê. Chuyện gì có mình một thấy ghê quá. Nhớ nghe không? Phải niệm Phật nghe chưa? Nè, ăn cái gì thì ăn, đừng có sát sanh hại Phật nghe không? Cái ông đi ngang đó, tôi sợ quá. Gì vậy? Nó nói chuyện với kiến, được không? Nói chuyện, với kiến. Không, làm cái chuyện mà bản thân mình an lạc quý vị. Cái cảnh giới này chỉ có mình mới biết thôi, người ta không có đột phá được. Thông cảm. Thấy không? Đó. Nên quý vị mà an lạc vui vẻ gọi là đặc biệt lắm quý vị ơi. Chúng ta cười lên cái coi. A Di Đà Phật. Ha ha ha. Sư cô cười lên cái coi. Ha ha ha. Thấy chưa? Sư cô ta một găng chưa đều mà ta còn cười dữ dằn vậy mà. Quá đặc biệt mà. Cười cái coi quý vị ơi. Chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Quyết tâm đời này giảng sanh vị ơi. A Di Đà Phật. Thường nhớ Phật nhớ cực lạc nha. Và chúc vị an lạc. Muốn độ người thân phải làm sao? A Di Đà Phật. Chính chỗ tu tập của chúng ta để độ người thân bị nhớ. Có nhiều người chúng ta khi gặp Phật Pháp mình thấy Phật Pháp đặc biệt quá. Chính bản thân mình được lợi ích từ Phật Pháp lớn quá. Mình cũng muốn giúp người thân, mình cũng muốn độ người thân. Nhưng nếu mà mình đem cái tâm niệm Phật, học Phật của mình mà không cắm vào bổ nguyện của Phật, mà cắm vào người thân thì không có bao giờ độ được người thân. Giống như giờ Phật đang đứng ở chỗ máy quay phim, thì chúng ta là người học Phật, chúng ta đi theo Phật. Còn cái này thì người thân mình đang đứng bên đây, mình lại đem cái tâm học Phật mình cắm vào người ở bên đây thì người ta dẫn mình đi. Còn nếu như mà mình cắm vào ngay Phật thì Phật dẫn mình đi. Mà Phật dẫn mình đi thì mới có cái quay lực nhiếp thọ người thân. Còn nếu như
Mà mình đi theo người thân mình thì không bao giờ mình độ được người thân mình. Vì họ dẫn mình, chứ không phải mình dẫn họ. Mình phải đi theo Phật, đi cho thật tốt, đi cho thật nhiệt tình, và đi cho vui vẻ, đi cho an lạc, đi cho tuyệt vời đi. Thì tự nhiên một ngày nào nhân duyên đến lúc chín mùi, thì người thân mình họ nhìn thấy mình đặc biệt quá, họ mới đi theo mình. Giống như câu chuyện của Pháp Sư Đế Nhàn và đồ đệ. Mà người đồ đệ Pháp Sư Đế Nhàn với Pháp Sư Đế Nhàn là hai người huynh đệ. Hai người huynh đệ cùng thờ. Pháp Sư Đế Nhàn thì ngày đi tu trở thành bậc cao tăng, được người tôn trọng. Còn người huynh đệ kia lại đi làm nghề giá nồi giá chảo, làm việc chân tay cực khổ, ít ai quý trọng tôn trọng. Thì con đường của Pháp Sư Đế Nhàn ngày cứ đi như vậy thôi, cứ đi cho thật là tốt. Thì người huynh đệ này mới nhìn thấy con đường này đặc biệt. Thì sau này thấy bản thân mình khổ quá, làm nghề giá nồi giá chảo, thôi bây giờ mình bái sư học đạo đi, mà xin xuất gia với Pháp Sư Đế Nhàn. Mà Pháp Sư Đế Nhàn lại là huynh đệ. Thì khi mà xin được xuất gia là do thấy con đường của Pháp Sư Đế Nhàn đi đặc biệt quá, thì đến lúc người ta khổ quá, người ta mới quay đầu người ta đi theo, thì cuối cùng được độ. Thì mình mới nhìn nhận sâu sắc là ngay chỗ nào, ngay chỗ con đường này mình phải đi cho tốt. Người thân mình chưa đi, tùy duyên, ta cứ đi cho tốt đi. Mình đi cho thật tốt đi, rồi một ngày nào họ sẽ đi theo à. Tại vì ngoài đời thì sớm muộn gì cũng khổ. Tại vì cái khổ chồng chất, đến lúc thì nó tràn ra. Còn bây giờ họ chưa có khổ, họ chưa có cảm nhận với mình đâu. Nên con đường này mình im điềm, mình lo mình đi cho tốt đi. Nhất là những người mà đi vào chùa tu, cứ lo tu cho thật là tốt, lo phục vụ chúng sanh, nhiệt tình hết mình vì người. Đừng có nghiêng về cái người thân mình, gì thì độ được người thân mình. Cả hàng cư sĩ ngoài đời cũng vậy. Trong một gia đình, bản thân của mình tu học, người thân của mình có khi họ phỉ báng, họ nói này nói kia, nhưng mình cứ lo tu cho thật là tốt đi. Khi mình tu thật tốt rồi, đến một ngày nào họ sẽ nhìn thấy mình à. Họ thấy mình sao trong mọi hoàn cảnh mình thấy bình an quá, đặc biệt quá, thì lúc đó họ mới nhìn, họ mới đi theo. Còn nếu như bây giờ mình thấy Phật Pháp quá đặc biệt, mình thương họ quá, mình cứ nài nỉ, mình đi theo họ, mình năn nỉ hoài, mình mong cho họ học đi, học Phật đi, mình nài nỉ họ, là mình đang hạ cấp xuống, mình đang hạ cấp Phật Pháp xuống. Mà mình đã hạ cấp Phật Pháp xuống thì nó rẻ quá, người ta đâu có tiếp nhận Phật Pháp. Nên chúng ta đi con đường này, chúng ta phải cảm nhận con đường này nó đặc biệt. Mà con đường nó đã đặc biệt thì nó phải tăng giá chứ. Mà mình muốn nó tăng giá lên thì bản thân mình phải đi cho nó thật tốt. Thì khi giá nó tăng lên, người ta mới cảm nhận quý trọng và tôn trọng. Thì lúc đó người ta đi theo mình, ta học, lúc đó mới độ được người thân. Nên mỗi một người mình học Phật mình cứ yên tâm đi. Trong nhà Phật có câu nói Phật độ người có duyên, chừng nào duyên đến mình sẽ độ người ta được. Nên những đức thường nhắc nhở chúng trong chùa, bản thân mình học Phật thật là đặc biệt tốt đẹp, người thân của mình họ không học Phật cứ kệ họ. Cái tin tức gì người ta nói với mình, họ khổ gì kệ họ, đừng có để ý tới. Cứ để cho họ khổ te tua đi rồi họ sẽ tìm mình, họ sẽ tìm mình. Còn nếu như mà mình vừa nghe cái là mình chạy đến với họ là chưa đâu, chưa đâu. Nên đại chúng trong chùa mà học đạo mà học yên á, yên thì mới độ người ta. Còn mình nghe cái gì cái là mình kích động là mình thua rồi. Thật sự mình với người thân gia đình mình á, người tu người không tu giống như chơi trò chơi kéo co. Chỉ cần bạn duy trì được thì bạn kéo người ta qua bên bạn à. Còn bạn không duy trì được thì bạn bị người ta kéo à. Nên cái trò chơi kéo co lúc còn nhỏ chúng ta chơi chúng ta biết mà. Chỉ cần mình duy trì được có sức thì mình kéo người ta, còn mình thiếu sức thì bị người ta kéo mình. Nên những đức nói, mười mấy năm nay những đức đi học Phật á, đối với anh chị em á, những đức đâu có tới lui gì đâu, đâu có về nhà đâu.
đối với chòm xóm láng giềng những đứa cũng có về quê đâu mà biết. Vậy đó mà bây giờ mỗi lần lễ vía Quan Âm ở dưới quê lên 300-400 người không. Mỗi lần lễ vía là cứ 300-400 người ta đi lên đây người ta tu. Anh chị rồi bây giờ cũng được tiếp nhận Phật Pháp hết rồi. Nhưng những đức vẫn để tùy duyên cho họ học được lợi ích bao nhiêu, đó là chuyện của họ. Những đức không có dính dáng tới họ. Mỗi lần đi lên chùa những đức đâu có nói chuyện với họ mấy câu đâu. Cứ gặp chào cái, tại vì công việc của mình nhiều quá, không có nói chuyện với họ mấy câu, cứ để họ tùy duyên. Họ tu xong tới ngày về họ lại họ gặp những đức, họ chào những đức họ gì. Xong rồi vài bữa có dịp nào họ lên họ tu. Cứ gây dựng như vậy để cho họ nhận thức đi quý vị. Để cho họ nhận thức. Chứ mình đừng có bao giờ mà người thân mình đi vô chùa tu, mình quá nồng nhiệt với họ cũng thất bại nữa. Mình quá nồng nhiệt với họ là mình quá cần họ rồi. Khi mình đã quá cần họ thì tự nhiên cái việc mà họ học Phật họ cũng làm nư với mình. Chúng sanh thì mình dùng đa dạng phương tiện để giúp người ta. Nhưng mà khi người ta đến cửa chùa người ta tu, phải để cho người ta theo quy tắc mà tu. Khi người ta tu không được nhưng người ta vẫn cảm nhận được. Một ngày nào người ta có thể tu, người ta tu được. Nên chúng ta đối với người thân mình phải tương đối tùy duyên. Tùy duyên một phần nào giúp đỡ, nhưng đa phần tùy duyên. Họ tu được hay không tu không được, nhưng ta phải tu cho bằng được. Phải tu cho bằng được. Cái này là cái cực kỳ quan trọng. Nên những đức nói đó, hàng Phật tử khắp nên nơi, bất cứ ở nơi nào mà lo tu tốt ở nơi đó là nó cũng đặc biệt. Còn mình được ở trong chùa là cái duyên nó đặc biệt lắm. Mình cố gắng mình tu cho tốt. Như bên đây cũng có bà cụ mới mắc này. Bà vô chùa ở, bà xin thường trụ, không biết bà cảm nhận thì sao. Bà vô chùa cái bà lớn tuổi, bà xin thường trụ. Rồi những lăng được có sắp xếp đăng ký cho bà ở có một tuần lễ giáng sanh. Thấy cấp Tết tới giờ mình thấy chùa mình đi nhiều thấy ghê thật. Liên tục vậy. Đó, nên những đức vừa mới hình như làm cái đám bên Bảo Tháp, rồi bên Nhuận Quang, rồi bên Hộ Pháp, liên lúc tiếp tục tới nữa. Bây giờ người già nhiều quá mà quý vị, cấm chết cũng không được. Sao mà cấm chết được? Cuộc đời của người quý vị muốn sống cũng không dễ đâu, muốn chết cũng không dễ đâu. Đến lúc nó chết là nó sẽ chết. Đến lúc nó chết nó sẽ chết. Phải nhớ kỹ nghe. Khi mình nhận thức được thì mình sẽ hiểu. Nên mỗi một người chúng ta nhận thức sâu sắc. Nên được ở trong ngôi nhà Tam Bảo gì, cố gắng gầy dựng cái tâm tu của mình cho nó thiệt là mạnh. Nên những người trẻ này nè, phải được gầy dựng để được bồi dưỡng suốt luôn, được nhắc nhở suốt luôn. Nên những đức nói hai cái bài chia sẻ Phật Pháp của mình, câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, nó nhắc mình hoài, cứ gầy dựng tín nguyện đi, cứ gầy dựng tín nguyện đi. Nên con người mình á, mình càng học Phật mình sẽ càng trưởng thành. Mà cái trưởng thành đặc biệt không phải là cái mặt nghiêm nghiêm, không phải đâu. Mà cái trưởng thành của chúng ta là gì? Trong cái cuộc sống thuận nghịch, chúng ta đều sống được tốt. Trong cuộc sống thuận nghịch chúng ta đều sống được hết. Nếu như con người mình học đạo mà lúc nào cũng chọn cái thuận, ở đâu mà thuận hoài cho mình? Những đức nói thiệt chứ, thuận hoài thì cũng làm cho mình yếu đuối nữa, mà nghịch hoài thì cũng làm cho mình khổ đau buồn phiền. Nên nó có những lúc thuận, nó có những lúc nghịch, để nó cho mình hai mặt đó nhìn nhận sâu sắc. Khi thuận nó làm cho mình yếu đuối, khi nghịch nó làm cho mình tăng sức mạnh lên, kiên cố tâm hơn. Nên chúng ta đừng có bao giờ thất vọng khi chúng ta gặp nghịch cảnh. Có người thật sự mà nếu mà có sự trưởng thành, trong cái nghịch cảnh nó làm cho mình tăng thêm cái sự mà quyết chí, quyết tâm mạnh lên thêm. Trong cái nghịch cảnh á, hãy nhớ kỹ điều này. Trong cái nghịch cảnh nó càng làm cho mình tăng quyết tâm, quyết chí mạnh lên thêm. Vì nếu trong cái nghịch cảnh mà mình không tăng tốc lên cái quyết tâm quyết chí lên, làm sao mình vượt qua nghịch cảnh? Cuộc đời của những đức này gặp bao nhiêu lần trong cái cuộc đời nghịch cảnh đều là từ trong nghịch cảnh mà vượt lên chính mình, nên trở thành một con người trong cái khó mà không đánh ngã được mình. Chúng ta đứng vững hay không là do tâm trí của mình,
quyết định. Nếu như con người mình mà không gầy dựng được một cái tâm quyết mạnh mẽ, đừng có nói chi đến cái chuyện chúng ta một đời giảng sanh. Một cái chuyện bình thường ngoài đời mình đã bị thất bại rồi. Ví dụ như ai chỉ cần kích động nói mình vài câu thôi mình đã phiền não rồi. Vì bạn học Phật gì đừng có mong mà giảng sanh mất công đó đi. Những đức đã từng nói một câu, mình học Phật á, học viết á, mình hiểu nhân quả sâu sắc. Giống như mặt chai mài đá vậy. Nói mình nó không bị ảnh hưởng. Những đức ngày xưa học cái nghề nấu ăn á, bà sư phụ bà chữ, bây giờ những đức mới cảm nhận. Nhờ bà chữ những đức mà những đức thành công. Nhờ bà sư phụ bà chữ những đức mà thành công. Bây giờ chửi không tưởng tượng được. Những đức nói rằng là chưa từng thấy bây giờ mà kiếm mướn một người mà chữ được như bả cũng không có. Chứ đừng có nói chi mà chữ không, không lấy tiền. Chữ mệt lắm quý vị ơi. Nếu như mà mỗi ngày mà chửi là cũng khổ lắm, mệt lắm. Nên bả mà có khả năng mà chửi kiểu này là bả cũng cao thủ. Mà không trả một cách, không trả tiền gì hết mà bả chửi suốt luôn. Mà suốt 2 năm chờ bả chửi nhân đức. Năm thứ 3 là bả chửi ít lại một chút. Rồi tới năm thứ 4 là bả ít chửi luôn. Thì 2 năm đầu là chửi dữ nhất, chửi mỗi ngày. Ngày nào mà không chửi là không ăn cơm ngon. Ghê không? Viết mà nhân đức tính ra cái việc mình phải chủ động bị chửi. Chứ đừng có bị động bị chửi. Bị chửi với người sợ, tự nhiên ngày nào cũng cố gắng để bà đừng có chửi. Nhưng mà càng cố gắng thì càng bị động, bà chửi mình chịu không nổi. Sau này những đức ngồi suy nghĩ, những đức nói bây giờ mình phải chủ động bị chửi. Đó là giờ này sao chưa chửi, 8 giờ rồi sao chưa chửi, 8 giờ 10 rồi chưa chửi nữa chàng. Ô 9 giờ chửi rồi kìa. Đó. Có cách, thấy chưa? Như mình tu hành, mình khỏe, mình nghĩ thế nào cũng bệnh nè. Chủ động của mình là thế nào cũng bệnh nè. Khi bệnh đến là mình nói, à bệnh đến rồi. Con người thế nào cũng già, sớm muộn cũng già. Chúng ta dùng cách dưỡng sinh gì nó cũng già. Thời gian con người không thể nào ai trẻ hoài được. Thế nào cũng già. Rồi cuối cùng chúng ta nói, chắc ăn là thế nào cũng chết. Sớm muộn cũng chết, nay mai sẽ chết. Yên tâm đi, sẽ chết. Thì đến khi chết chúng ta nói đến lúc rồi. Chết. Đúng không? Đó. Quý vị mà có cái tâm học Phật gì thì quý vị an định lắm, chứ không phải giỡn đâu. Nên những đức mà nói mà người ta mà chửi những đức vài câu là những đức không có phiền não đâu quý vị. Không có buồn để trong tâm lâu đâu. Thật sự luôn á. Tại vì mặt những đức là mặt chai. Chữ mang thua gì đâu. Chữ khùng, chữ điên, chữ ba trợn, chữ thiếu học, chữ không có giới luật gì. Bình thường á. Những đức vẫn duy trì cái làm của những đức á. Cái làm cho chúng sanh tốt những đức cứ làm. Không ăn thua gì những đức. Quý vị phải luyện ra một con người như vậy đó. Thì trong cái cuộc đời này quý vị tu hành mới đặc biệt. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói cái người niệm Phật giảng sanh trong cái cuộc đời này là hoa sen mọc từ trong lửa ra. Cái lửa gì? Cái lửa ngũ dục lục trần á. Cái lửa hơn thua đấu đá tranh giành, cái lửa chu dập mình, cái lửa oan ức mình, mình ở trong đó mình thoát ra. Thì mình là người tu hành niệm cái chữ Phật là chữ giác ngộ đó. Nếu mà không có sự trở ngại gì làm sao biết được chúng ta tu hành sao? Đúng không? Mà khi mình biết mình trong cái nghịch cảnh mà mình tu, mình đụng cái mình muốn gớt đài, mình biết mình yếu quá, thì lúc đó bản thân mình sẽ tự hạ mình liền. Tại vì mình yếu quá mình hạ mình đó. Còn nếu như mà trong cái nghịch cảnh đó mà mình thoát ra được thì mình cảm thấy cái pháp môn Tịnh Độ quá thù thắng. Nhờ niệm Phật mà mình thoát ra được. Thấy không? Những đức lúc này nấu ăn, càng nấu ăn càng vui. Sao vui? Khi mình đi xuống nhà bếp mình nấu ăn á, mình sắp cho người ta được đi tu. Trong 15, 16 cô, những đức cho 7, 8 cô đi tu. Xong á, những đức bố trí gom lại 7 cô. 7 cô là những đức có kế hoạch, là những đức luyện thời gian, là những đức cắt thêm phân nửa của 7 cô, là còn 3 cô, 4 cô kia phải đi tu. Là 7 cô này là những đức sẽ đưa thêm một cô nữa, là thành 2 ca sáng. Sáng sớm là bữa nay ca này đi tu, ngày mai ca kia đi tu. Còn 7 cô kia là đi tu suốt luôn ngày 2 thờ, ổn định. Còn bằng ngày phụ nhà bếp. Chỉ còn có 4 người phụ nhận đức thôi.
Nhân đức làm bình thường. Nhân đức nói thiệt quý vị, thì ra rõ ràng con người chúng ta, mình tập cho người ta làm sao mình khỏe hay cực là do mình tập người ta. Bây giờ Nhân đức nấu ăn gọn hơn, nấu khỏe re, nấu đơn giản luôn, canh, xào, kho. Bản thân Nhân đức cũng ăn chung với người ta, ai nói được Nhân đức cái gì? Nhân đức nấu sao Nhân đức ăn chung với người ta làm gì? Nhân đức hướng dẫn người ta, Nhân đức còn bỏ công mà nấu cho hơn 600 người ăn, ai nói được gì? Trong lòng ai cũng vui vẻ, chỉ cần mình niêm nếm cho nó vừa ăn đàng hoàng thì dù là đơn giản người ta cũng ăn no bụng, tu tập là được rồi. Bao nhiêu việc gọn hơn lại luôn. Mấy cái bà lặt rau buổi chiều, Nhân đức cho mấy bà, mình làm cái gì mình chỉ với bà. Mấy cái tủ lạnh Nhân đức nấu bớt nó gọn hơn, không có đồ trong đó. Xong Nhân đức buổi chiều, Nhân đức kêu cắt cái này nè, rau này nè, đừng có rửa, bỏ tủ lạnh. Cắt canh này nè, để tủ lạnh. Cắt cái này rồi xong, sáng ba bà cắt rau đi tu giùm tôi đi, để đây, tôi lấy 7 đứa này nè, lấy mấy đứa này nè, cho 2 đứa đi rửa rau, rồi đem vô cho tôi là tôi nấu. Tôi đứng nấu, một đứa phụ tôi là xong chuyện. Thì 600 người ăn còn bao nhiêu đi tu sạch nhất, có mấy người làm. Nói cho vị biết chứ, cái đặc biệt ở trong chùa là người ta đều đi tu hết được. Nó sẽ yên vô cùng luôn. Con người cái tâm đã vui rồi, ăn đơn giản cũng ngon nữa. Nhân đức nói cho vị biết, cái nhà bếp cực kỳ quan trọng cho một ngôi chùa luôn, cực kỳ quan trọng luôn. Nhà bếp đó không ổn định, đừng có nói mà quản lý cái ngôi chùa đó ổn định mất công đi. Tại vì cơ thể con người chúng ta là từ thức ăn mà hình thành, nên thức ăn mà nó an định là người ta sẽ ổn định. Còn cái thức ăn mà không ổn định là người ta ăn sẽ không ổn định. Chắc chắn quý vị luôn. Nhà khoa học đã thí nghiệm rõ ràng rồi mà. Nên mỗi một gia đình, những đức nói, nếu như mà người biết tu nấu ăn là đặc biệt lắm. Gọn đơn giản thôi, đừng có bài vẽ. Nó nấu ăn đỡ dầu, đỡ cho nào tốt vậy này. Nấu gọn dữ lắm. Nhân đức nói thiệt, Nhân đức đi vô nhà bếp, Nhân đức chỉ cần á, buổi sáng là 4-5 cô thôi là nó làm với Nhân đức là được rồi. Còn hơn à, đây là Nhân đức làm rõ ràng, 4 giờ Nhân đức nấu tới 5:05 là xong rồi. 5:05 là xong, mấy đứa nó ra đồ ăn thêm nửa tiếng đồng hồ nữa rồi trong bếp. Thời gian của nhà bếp còn nghỉ được mấy chục phút. Thời gian của ban mà phục vụ mà bưng bê ra thì được nghỉ khoảng 20 phút. Gọn hơn luôn. Rồi từ 7 giờ họ nghỉ tới 8:10 họ mới nấu ăn, là nghỉ được tiếng 10 phút nữa. Đi rửa tay, rửa mặt mày, lên ngồi chơi niệm Phật đồ nghỉ ngơi. 8:10 mới xuống nấu ăn, là nấu tới khoảng cỡ 9:30 là hoàn toàn xong. Mà tới 10:30 mới ăn cơm. Thời gian còn thời gian nghỉ thôi. Còn chiều ngủ tới 2:00, 2:00 đi xuống tới chỗ nghe. Xong bắt đầu là nấu cho tới đúng 3:00, 3:00 là xong. Mấy đứa nó dọn ra cái nữa, rồi là 3:30 các cụ ăn cơm. Đúng giờ dắt như vậy, đồ ăn vẫn còn nóng đàng hoàng. Còn tất cả những người mà cắt gọt rau củ quả lên trên điện tu hết trơn, chỉ có vài người làm thôi. Lúc trước mà nội mà ở dưới họ làm, thí dụ như há cảo rồi đi, ăn chi mấy cái món lu bu lộn xộn, ăn ngon lành gì đâu mà ăn. Chèn bầm rồi làm cái nhân rồi chít gì làm ra, làm chi mấy cái món đó, làm chi cho mất công mệt thêm, ai mà ăn ngon. Thật sự mà nói hát cảo thì cho Nhân đức không ăn, không có ăn. Ăn đơn giản, không có bài gì mấy cái món đó. Mà làm món hát cảo là mấy chục bà ngồi gói chít gì này. Làm chi vậy? Làm chi đi, cho mắc cái thời gian người ta tu. Ai mà đi làm mấy món đồ ăn nó làm cái gì? Cho người ta đi tu nó còn ngon thờ hơn. Mình kho một nồi nào ra nồi nấy, xào nào ra xào nấy, canh nào ra canh nấy, cái gì ra cái nấy đàng hoàng đi. Tập cho người ta cho nó dễ. Một là người chúng chùa mình sẽ tu được, chánh điện sẽ có nhiều người tu, công đức niệm Phật thù thắng hơn. Mình dành thời gian cho người ta tu hành vậy, khi tâm đã an lạc rồi, tự nhiên người ta xuống cái gì người ta cũng biết cảm ơn. Con người mà làm cực quá nó không tu, nó không biết cảm ơn đó. Nó không biết cảm ơn đó. Nên những đức khi mà đi vô nhà bếp, những đức lại làm được những cái video mà đưa ra bây giờ. Những cái video đó nó lại dữ dằn nha. Trong vòng chừng 10 mấy giờ thôi là mấy chục ngàn người coi à.
nó làm như vừa mình làm mà vừa mình chia sẻ Phật pháp. Cái cách đó nó làm cho sống động, người ta thích coi, nó ngộ ghê. Rồi thêm cái này, những đức chỉ, những thịnh với những đại, hồi sớm những đức làm cái video gửi nhà vệ sinh đó, video đó sẽ coi đông nè, mấy anh em cứ làm video đó đó, mấy anh em sẽ thấy, mấy anh em thời gian mấy anh em sẽ có được cái like coi đông dữ lắm. Tại vì nó sống động, trong cái việc làm nó sống động, gửi nhà vệ sinh lấy cái tay môi thò vô cái lỗ mà cái nhà cầu đó, vàng khè lấy cái tay móc ra, móc phân ra, móc vàng ra, móc vàng nó cầm lên ngửi thử coi nói sao đó. Nhà Đức nói là nhà Đức làm thiệt đó, thấy không? Nó làm đó cho mấy anh em thấy đó. Trở lại cái khoảnh khắc ngày xưa mới vô chùa tu, để bản thân mình đi lên được, mình đi xuống được, đi sau này có ai đạp mình xuống, mình nói khoan á đạp, hỏi gì, để tao đi xuống đạp chi mất công mệt tim nữa, hiểu không? Tao đâu có hơn thua gì đâu, để tao đi xuống, mày mày đạp chi mất công tạo nghiệp thêm. Được rồi, mày mày muốn tao xuống tao đi xuống, chứ mày đủ khả năng mày mày đẩy tao đi xuống thì tao sẽ đi xuống liền. Còn nếu mày mà không đủ khả năng đẩy tao đi xuống, tao dậm mày lại luôn, tại vì mày không có bản lãnh đó, hiểu không? Ai mà đã là có bản lãnh đẩy mình đi xuống thì phan á đẩy tôi, được rồi, để tôi đi xuống, tôi biết rồi. Còn cái người mà đã không đủ bản lãnh đó thì tôi không bao giờ đi xuống. Con người mình phải khôn chứ, hiểu không? Nhận thức sâu sắc đó thì rõ ràng không, những đức làm những công đoạn đó là nhắc những đức lên được phải đi xuống được, khỏi cần ai đạp tôi đi xuống, tôi tự đi xuống nha, cho nó khỏe. Cái cuộc đời mình tu hành mục tiêu gì? Mục tiêu giải thoát, làm sao mà nó an lạc tự tại. Nên những người nấu ăn hãy nấu gọn nhất cho các cụ ăn đi, chỉ cần biết kết hợp món đồ ăn, đừng có bày tùm lum trên bàn, đừng có nhiều món đồ ăn, nhiều món đồ ăn sẽ ăn không có ngon. Nó lạ kỳ như vậy vì nó không có nhắm mục tiêu được, sao ăn ngon đấy. Nếu mà mình nấu cái gì rõ ràng cái đấy là nó sẽ dễ ăn lắm. Những đức nói nghe, trong chùa chiền nghe, cái món mà canh phai mỡ, cái món đó nên để ý. Cái món canh phai mỡ mà xay ra nấu với phai lang á, trời ơi, cái món đó mà biết nấu là thôi, một chén canh là cũng vớt rồi, đủ bổ rồi. Thiệt luôn á. Nè mấy anh em lâu lâu nấu ăn để ý nè, món canh phai mỡ nè, món cải xanh xào gừng nè, thấy không? Mấy cái món là mấy món đặc sắc đó, rau muống nè, rau muống xào chao đồ này kia nè, nó mấy cái món là món ruột đó, thấy không? Mấy anh em mà làm cái nước sốt cho ngon kho tiêu nghe, à, kết hợp với cái món đó ăn là thôi nhức nách luôn. Giỡn đâu, mấy món đặc biệt lắm á, món là món ruột người ăn chay á. Rồi sốt cà chua, sốt cà chua mà mấy anh em giống như cái măng hay gì xé nhuyễn nhuyễn á, mà làm như cá mòi đó, ngon lắm. Nhưng mà nhớ nghe, sốt cà chua mà muốn sốt ngon á, cà chua sốt là không có bỏ bột ngọt gì, chỉ đúng đường, tại cà chua nó chua, mình bỏ đường nó thành chua ngọt, nên tự nhiên nước sốt nó ngon. Mấy anh em nhớ cái món nào mà gọi là nước sốt là phải sốt cho ngon, nước chấm là phải chấm cho ngon, thì cái món đó đặc sắc. Như bánh xèo là phải làm nước mắm cho ngon, mà nước mắm của cái người miền Nam ta ăn, mắm ngọt đã là nói nước mắm ngọt là nó phải ngọt, nhưng trong cái hộ ngọt nó có cái hộ mặn, đừng có mặn quá mà ngọt phải nhiều hơn chút, thì tức khắc nước mắm ăn bánh xèo cực kỳ ngon. À, các vị biết rằng ngày xưa trên thành phố người ta bán quán ốc á, mà bán đắt là do gì? Nước mắm. Nước mắm mà dở thì quán ốc nó hoàn toàn không có ai ăn. Nên cái món nào mà đã là thuốc nước chấm thì phải cực kỳ phải cho ngon. Phải làm sao làm món nước chấm cho ngon thì tức khắc mấy anh em làm đạt. Cái này là cái quan trọng lắm. Nấu ăn á, nó chỉ có vài món thôi là quan trọng thôi. Là tự nhiên quý vị nấu hoài đi, người ta sẽ ăn quen, người ta sẽ không đòi hỏi. Chúng ta ưa bị cái bệnh nghề nghiệp nấu ăn nè, chỉ cho vị nè, mà sanh phiền não nè. Vì nấu ăn là làm dâu chăm họ, mình nấu ra ngon nhiều người sẽ khen mình, khi khen mình sẽ cố gắng, mình có tăng tốc, mình thay đổi, mình thay đổi giết rồi mình thay tầm bậy, y gan đi tu vậy đó, y gan đi tu luôn. Tu ban đầu là ngon lắm, mà tu giết cái đầu thay đổi phương pháp tu, thay, cái gì cũng học, nghĩ là gom góp học tập nhiều thì hay, không ngờ càng nhiều thì càng loạn mắt phương hướng đó. Công việc làm và tu hành y rang luôn. Ngày xưa những đức ở trên thành phố á, ngay đường Sư Nguyệt Ánh á, là cái quán những đức làm đó, là mỗi buổi trưa là khoảng 2.000 người ăn. Cái quán mà 2.000 người ăn là đông lắm.
mặt bằng thành phố nào mà 2000 người ngồi, nó chạy nguyên một dàn đường, chạy dài đường Sư Nguyệt Ánh luôn. Từ cái vị trí của đường Sư Nguyệt Ánh gần Cách Mạng tháng 8, nó chạy dài tới gần Bùi Thị Xuân. Một nguyên đoạn đường đó nó chạy bàn mà nó ăn đó. Rồi cơm hộp nó chở đi còn hơn cái gì nữa, 25 chiếc xe Honda chở cơm hộp. Rồi thì mấy công ty phải dọn cơm cho họ nữa. Mà cái quán của mình là nó nổi tiếng chỉ có vài món thôi. Một là món kho tàu trứng nè, hai là món kho tiêu nè, ba là món có lóc kho nè. Nó những cái món cực kỳ nó nổi tiếng luôn. Còn hai cái món đặc biệt nhất của buổi chiều là gì? Nồi nước súp, bánh canh chảng bàng, bánh tráng phơi xương, nước mắm ngọt, ăn với rau sống. Nó chỉ nổi tiếng có vài món gì thôi mà cái quán nó bán đắt, đừng có nói nữa, cực kỳ đắt luôn. Như thí dụ như Đức làm gà, món gà gô ti, đùi gà gô ti, hay như Đức xào những món xào bò, xào mực, đồ này kia, chỉ những như vậy thôi. Nhưng mà nó gom góp lại mấy chục món, nhưng mà nó nổi tiếng chỉ có vài món. Mà mấy món đó là đặc biệt nó nổi tiếng, nó ăn đừng có nói nữa. Thì những Đức nhìn ra rằng chúng ta nấu ăn chúng ta phải có độc chiêu một hai món, một hai món cực kỳ độc chiêu, cứ thường làm. Mà trong chùa là gọn chừng nào tốt chừng nấy, con người sẽ không có đòi hỏi. Rồi xong cái món này ăn mình sẽ kết hợp, cái quan trọng là biết kết hợp. Khi ăn cái món đó mình biết kết hợp, bữa nay cái món này phải có một miếng nước mía cho cụ uống thêm. Tại cái món này này thường là gì, chiên hay là rau sống rồi đó, thì phải kết hợp. Chứ bị hợp như bên kia có một cái bà buổi sáng bà nấu một cái nồi súp bún mà bà nấu thêm nước xả cho uống. Như Đức nói bà khôn thấy ghê, bà làm cực không cần thiết. Đã là món bún mà bà đi nấu nước xả cho mấy bà già uống, không hiểu luôn, đúng không? Thí dụ như mình nấu một món bún cho cụ ăn thì mình coi trong nhà bếp coi có bánh không, mình đem ra dĩa bánh thêm. Hay là mình có xôi mình nấu thêm miếng để cụ chán miệng dằn bụng. Thì tức khắc thì ăn no, tự nhiên nước bún mà đi nấu nước xả, nước xả nó phá nước bún, cuối cùng thì món bún đâu có ngon. Nghĩa là không biết nấu ăn kết hợp món ăn, quý vị. Cái quan trọng bị nấu ăn là biết kết hợp món ăn, chứ không phải là nấu nhiều mà hay đâu. Ngày xưa những Đức mà còn ăn mặn, những Đức cái bàn ăn của những Đức là không có nhiều đồ ăn. Nhưng mà ai lỡ cái bàn ăn những Đức là thích ngồi ăn chung. Tại vì sao? Những Đức kết hợp món ăn. Những Đức ăn cái món ăn rất là dân dã nhưng mà ăn rất là ngon. Tại vì cái khẩu vị của người miền Nam đa phần là ăn hơi cứng một chút. Khi ăn lạc họ không thích nhiều đâu. Đa phần họ ăn hơi cứng một chút, nấu cho tao thấm. Đồ ăn họ nấu phải thấm, không được ảo nghe. Riêng những Đức ai nấu ăn những Đức mà ảo là những Đức không bao giờ ăn đâu. Ví dụ như chiên lên cái gì mà nước gì mà ảo qua những Đức không ăn. Những Đức phải thích là kho nước lụm chụm, kho cho thấm những Đức mới ăn. Đó, còn xào là đa phần là bột ngọt với bột niêm hoặc với muối thôi. Chứ những Đức không thích xào bỏ một miếng đường nào vô chứ. Mà đa phần người miền Nam người ta ăn vậy đó. Người ta ăn cứng cứng một chút quý vị. Quý vị về miền Tây cái món đồ ăn miền Tây người ta nấu ngon chứ lắm. Mà người ta nấu rất dân dã luôn. Đó, nên quý vị biết rằng khi biết nấu ăn vì sẽ thấy cái nấu ăn cái nghệ thuật đặc biệt lắm. Mà nhất là ở trong chùa phải nấu cực kỳ đơn giản. Đó, những Đức sắp lại cái nhà bếp gọn hơn sạch bóng. Buổi chiều mới có 4 giờ 5, 4 giờ 10 ăn cơm xong là mấy đứa đi tắm, nó về nó nằm nó niệm Phật. Nó đi vòng vòng nó chơi nó thoải mái. Gọn hơn cái nhà bếp 4 giờ rưỡi, những Đức kêu phá cửa, cái rầm không cho đứa nào trong bếp chứ. Nó gọn hơn chưa nghe. Đúng 11 giờ 20 phá cửa. Phải làm cho xong 11 giờ 20 phá cửa. Để nó lao mình lao mẩy nó lên nó đi ngủ. Chưa nó thức dậy đứa nào tụi nấy tràn ô nó khỏe. Thấy chưa? Cái quan trọng cái mình nhìn ra được mình sắp xếp cái nội bộ á. Nó chứ không phải nói là đông người gì đâu. Ít làm ít người lắm. Nó quý vị mà có tâm vậy đó nghe. Quý vị làm trưởng ban phước vị lớn lắm. Vì bản thân mình có thể niệm Phật tu được, nhưng người ta không tu giết rớt á. Không tu giết rớt. Phải sắp cho ta lên chánh điện ta tu. Đó, nên mình người trên mình xuống mình nấu ăn nghe. Đặc biệt cũng nên mai mốt á, mấy cái ông thầy này mà mấy ông mà làm chủ trì chùa được, mấy ông xuống bếp mấy ông nấu ăn á, là chúng mấy ông là răm rắp đi tu. Tu ngon lành hết chứ. Tại vì sao sức ảnh hưởng của cái người lãnh đạo nó lớn. Làm cái việc đó cho chúng, chúng sẽ cảm động vô cùng. Nhân Đức nói với mấy anh em như Nhân Thịnh phải tập nấu ăn hết. Nhân Thịnh phải tập nấu ăn. Vì người đàn ông mà biết nấu ăn nó đặc sắc dữ lắm.
Tại vì sao? Trời ơi, có thật có vật được đạo. Mình mà nấu ăn là mình thuyết pháp là hay dữ lắm. Những quan đồ phải nấu ăn rầm rầm vậy đó. Phải nấu ăn sao này, làm chủ trì chùa phải biết nấu ăn. Để sắp ra cái hội chúng nấu ăn. Bây giờ nhà Đức có thấy là đúng là cái nhà bếp cực kỳ quan trọng. Không có được để cái nhà bếp mà nấu tùm lum tùm la. Phải gói gọn lại, nấu cho đàng hoàng. Khi nấu ăn là phải an định tâm. Bước vô nhà bếp là tập trung lại niệm Phật 10 câu. Khi làm xong niệm Phật 10 câu đó. Còn ai mà rảnh rảnh kêu ngồi đó niệm Phật giùm tôi đi để tôi làm. Vậy thì vị coi cái nhà bếp nó yên ấm cỡ nào. Còn mấy cái bà vô bếp mà nói chuyện nhiều, Nam Mô Bây giờ Đạo Phật đi Linh, lên chánh điện cho tôi. Bà nào xuống nhà bếp mà miệng mềm bếp xếp, lên chánh điện cho tôi. Bà nào nói chuyện nhiều, lên chánh điện cho tôi. Tại vì cái miệng mà này nói nhiều quá, lên chánh điện niệm Phật đi. Để nhà bếp những người hiền, những người nghiêm túc, vừa làm vừa niệm Phật, thì tràn ô cái nhà bếp nó yên ấm, mà đồ ăn nó trở thành mỹ vị hết luôn. Sắp đúng vậy đi, vì cho thấy thành công à. Đặc biệt lắm á. Nó bây giờ bị coi á, Nhận Đức là từ cái khổ đứng lên. Bây giờ có tiếng tâm trở lại cái hoàn cảnh ngày xưa lại. Nên mấy anh em mới vô chùa mà không làm á, mấy anh em nói gì nữa. Những đức mà còn đi rửa nhà vệ sinh, còn đi nấu ăn, mấy anh em không làm là sao? Anh em không đi tu là sao? Nó nhìn kì nhìn đi. Nên từ nơi đó người ta hướng dẫn người ta quá trời đông, mà người ta còn đi làm việc với đại chúng, thấy chưa? Nên mấy anh em mới vô chùa nghe cực lực nhiệt tình hết mình, rảnh niệm Phật. Đó là cái khéo khôn khéo. Mà tu thời gian mà nó an lạc, nó sáng sủa lên. Quý vị coi mấy cái công đoạn mà những đứa gửi nhà vệ sinh, quay mấy công đoạn mà lấy mấy công đoạn ngày xưa đó, Nhận Thịnh, Nhận Đại, thấy ghê. Ôm nhôm ôm nhách như con ma đi gì nè. Nó thì ôm nhôm ôm nhách thấy ghê chàng, đi gì đâu mà như lãi là sao nó. Mà bây giờ mà nhìn bây giờ với hồi đó trờn giật chàng. Hồi đó nó còn già hơn bây giờ nó có hải. Hồi đó mà còn già hơn bây giờ, mà cách nay mười mấy năm rồi, mười năm mà bây giờ già hơn bây giờ, đúng không? Thì ra quý vị ơi, mình tu mình an lạc quan trọng, cười nhiều quan trọng. Cười nhiều quan trọng quý vị ơi. Nhớ nè, câu này quan trọng nè, quan trọng nè. Mình thường vui vẻ, mình thường cười, thì khi chuyện buồn đến với mình, nhờ thường ngày tích tụ niềm vui nhiều quá, nên nó chan qua một cái là không còn buồn gì nữa chứ. Đó là biết lo xa. Còn nếu như mỗi ngày mình mà buồn á, nghe nó chỉ cần cái buồn nó chích nhẹ thêm cái để mình te tua. Nên mỗi ngày mình cần phải tích tụ nguồn năng lượng cho vui nhiều, để khi cái chuyện buồn đến thì cái niềm vui này nó chảy dài rộng qua một cái là xong rồi. Xong rồi. Nên hồi trưa Nhận Đức nói mấy đứa nhỏ trong bếp, Nhận Đức nói á, bữa nay á, con Liên Nhẵn á, nó qua bên đây bây giờ nó an định dữ lắm. Không có nói chuyện gì đâu, lo tu lo niệm Phật tối ngày sáng đêm, nó tu tập. Mấy đứa bên đây mà không cố gắng cái sau này gặp được chị em, mấy đứa mắc mặt dữ lắm, cũng làm Nhận Đức mắc mặt. Nó bây giờ chúng con phải cố gắng tu, thấy chưa? Cố gắng tu, thấy không? Nỗ lực cố gắng lên. Nhưng Đức nói rằng mình ở trong chùa 7-8 năm chờ nó chuyển hoàn cảnh mình, đó là tăng cảnh giới mình tu đó. Nhưng Đức trên kia ngày xưa 5 năm là nó chuyển Nhưng Đức liền. Nó xuống đây 5 năm là có một cái sự thử thách liền. Nó cứ từng công đoạn, mỗi lần thử thách là nó tăng vượt trội lên. Mà cái đặc biệt của mình đừng có bao giờ mà sống núi này trong núi nọ. Người tu của chúng ta đặc biệt là nơi nào chúng ta đến, nơi đó là phong thủy tốt. Nơi nào chúng ta đến, nơi đó là hoàn cảnh tốt. Chúng ta ở nơi nào, nơi đó tốt. Chúng ta đi đến nơi nào, nơi đó tốt. Đừng có bao giờ đi đến nơi khác mà cứ đặt vấn đề nơi kia là số 1, mà không chịu biết cái nơi của mình đang ở là số 1 kế tiếp. Thất bại. Ngày xưa nhà đứng ở trên kia, cái ngôi chùa kia số 1, xuống hộ pháp, bây giờ hộ pháp số 1 thì có nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
qua Đại Tùng Lâm, Đại Tùng Lâm nổi bật lên, Hòa Thượng vui vô cùng. Đó quý vị coi, mình hết lòng hết dạ. Cái này là cái rất quan trọng. Nên mình đã ở đâu là nơi đó phong thủy tốt, tâm mình tốt phong thủy tốt. Đừng có bao giờ mình ở đây mà mình cứ coi ở nơi kia, mình nghĩ ở nơi kia, thì mình không có nhìn được ở nơi đây bạn bè sao chứ. Chúng ta đi đến đâu là cái bạn bè của chúng ta nơi đó đặc biệt. Như vậy thì quý vị khi gặp lại bạn cũ đặc biệt lắm. Đó là những điều những đức khuyên quý vị. Sau này chùa mình đông người gì nè, anh em đông gì nè, đâu phải anh em mình có thể ngồi nhau hoài gì đâu. Sau này chùa chiền mọc thêm, thí dụ đi, chia mấy anh em mình ra để phục vụ chúng sanh. Khi chúng ta xuất gia, người thầy xuất gia nói, nơi nào chúng sanh cần thì nơi đó con đến. Đúng không? Khi ông thầy ông đã đưa mình đi đâu là mình phải đi đến nơi đó à. Đó là sự thành công của mình, sự thành tựu cho mình. Chứ đâu phải là mình học đạo mà mình mãi mãi bên cạnh thầy. Nếu duyên mãi mãi bên cạnh thầy thì ở. Còn nếu như mà thầy đưa mình đi thì mình phải đi. Cũng như một con gà nó dẫn một đàn con. Lúc con còn nhỏ mình kêu diêu, xè cánh ra, con chạy vô nó lại, nó sợ diêu bắt con. Nhưng khi con mà đủ lông đủ cánh kiếm mồi được thì bước lỡ gà mẹ, gà mẹ bốc bốc chắp bắp tép tép mổ. Gà con chạy lại me me, gà mẹ nói mày đi ra. Gà con nói me, tại sao me đối xử như con như thế. Thì gà mẹ nói rằng tao không đối xử với mày như vậy thì mai mốt một ngày nào không có tao làm sao mày sống. Mày đi ra khỏi chỗ của tao, tự mày đi kiếm ăn, đủ lông đủ cánh rồi đi kiếm ăn đi gà. Đúng không? Rồi tự gà con nó biết thân phận nó đi kiếm ăn, từ từ nó lập ra một cái vị trí của nó. Nên con người sống trong cuộc đời này, mình có cơ hội phát huy là mình phải nỗ lực phát huy lên, nghiêm túc nỗ lực phát huy lên. Quý vị thấy có những bài chia sẻ Phật pháp của Như Đức nó vui. Như hồi sáng Như Đức nói chuyện một cái bài giảng mà bài pháp vui mà Như Đức đội cái nón á, mai bắt cho chúng coi đi, cười bể bụng. Nếu mà làm hài cũng là số 1 cho người ta cười. Cái người mà vui vẻ, ông thầy giảng pháp mà vui vẻ vậy đó, pháp duyên thù thắng lắm. Quý vị biết rằng là con người, người ta ngoài đời người ta làm mệt mỏi, người ta phiền não, người ta đi vô trong gặp hài người ta coi, người ta phải đưa mua vé tốn tiền. Nếu mà coi danh hài nghe, bữa nào mà có danh hài nghe là mua vé tốn tiền nhiều lắm đó quý vị. Còn cái này mình làm hài cho người ta vui mà có Phật pháp mà không mua vé thì quý vị coi pháp duyên bị dày không? Đúng không? Hình như thứ sáu là ngày mùng 8 tháng 3 vậy đó, là ngày phụ nữ dùng lên. Bữa đó đó, ở bên chùa mới á, hình như thứ sáu á, chùa mới thì mấy người nam phải làm việc cho phụ nữ đi ngủ. Mình là Nam Nhi Đại Chủ Phu mà, biết không? Còn bên đây Nhận Lăng thì ra tay một cánh tay đắc lực, một cánh tay anh hùng để nấu ăn cho bên đây nhóm cô Thanh đi ngủ đi. Nấu xong rồi mời các mẹ xuống ăn. Nên bên kia thì tôi đi nấu ăn xong rồi tôi kêu mấy mẹ xuống ăn đi. Nói cái này chắc nó cũng biết thương hay là nó gác cao á nghe. Nên từ nó nói không, mình nói vui vậy thôi. Nhưng mà mình á, thế gian người ta như vậy. Có nhiều người thèn ơi, cái này là cái chuyện thế gian người ta. Đờ đạo gì nó cũng là một nguyên lý mà thôi. Bỏ đờ thì làm gì có đạo. Các vị nghĩ đi. Đạo nó phát triển ra đờ vì sao? Vì mình đã học đạo được rồi thì mình phải áp dụng vô cái cuộc sống nhân sinh. Rồi cuộc sống nhân sinh mới ghép vào trong Phật pháp. Tại vì nó như nước hòa cùng sữa vậy đó. Thấy không? Mình sống vậy đó, người thế gian, nhiều người không tu người ta mới nhìn ra. Nó nhìn ra, mình còn dạy người ta một bài pháp nữa. Thí dụ như
Người ta ngoài đời ngày phụ nữ người ta mua cho bó hoa này kia, rồi tối lại dập hoa tan nát, đúng không? Vì ngồi coi phải phụ nữ mà nhận thức thì sẽ biết cái ngày đó nó vậy đó. Bằng ngày thì mua quà cáp chút đỉnh, tối là te tua tả tơ cái đêm đó. Nó còn đi đầu này đi đầu kia, cái ngày đó có khi mà bữa sau là vài tháng sau lại coi chừng có mầm non xuất hiện, đúng không? Nó còn trong chùa mình đối với các mẹ mình ở đây, mình nhiệt tình hết mình bồi dưỡng cho các mẹ để được vui vẻ an lạc. Đâu phải là một ngày phụ nữ hay một ngày lễ tình nhân mà ngày nào cũng tặng cho các mẹ những đó hoa vui vẻ. Vậy mà chưa chịu nữa, đúng không? Cái ngày đó là cái ngày nhắc nhở, nhưng chúng ta phải làm sao sanh ra cái ngày đó của mỗi ngày. Chúng ta là người đàn ông, mình phải làm sao cho cái gia đình của mình nó đặc biệt hạnh phúc. Là bản thân của mình đừng bao giờ cho rằng mình là người đàn ông kiếm tiền là quá cực, người phụ nữ là tầm thường. Chúng ta phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì đó là ngày lễ tình nhân, lễ phụ nữ quanh năm, suốt tháng. Còn này chỉ được có ngày tối lợi thì te tua. Chúc mừng bà ngày lễ phụ nữ. Bà đưa cái mặt đây tôi dằn vặt bằng chút này. Thấy không? Đó. Nên mình ở trong chùa mình làm ra một cái chương trình mà cảm nhận nó có bài pháp. Cái đó là đem đưa cho nhân sinh. Cái này quan trọng lắm. Nên cái bữa đó đó, mấy anh em nấu ăn thì mỗi bên đó, mà coi mấy nhớ mấy cô nhà bếp đặt bánh kem thêm. Rồi mấy anh em phải chỗ tài nấu ăn nghe những lăng. Bữa đó không phải nấu món bình thường nha. Đó là mình phải cái món bánh cuốn hay là bánh hỏi gì hay cái gì đó. Rồi thêm vài món gì đó, những đại. Mình nấu cho các mẹ ăn, mình phải nấu cho nó đặc biệt. Hiểu không? Mình nấu xong rồi mấy mẹ ngủ chưa thức, mình trước thời gian 15 phút mình lên trên phòng, mình kêu gò cửa trái tim mờ các mẹ xuống ăn. Quý vị biết nói câu này trong nhà Phật nói xem người nam như cha mình, người nữ như mẹ mình. Nghe không? Sai đâu. Hiểu không? Nên gọi là xem người đàn ông như cha mình kính trọng cha. Xem người nữ như mẹ mình cũng kính trọng mẹ. Thì mẹ kính trọng cha kính trọng mẹ thì gia đình hạnh phúc. Nghe không? Đó. Nên từ nơi đó người đàn ông biết nấu ăn là đặc biệt lắm. Bữa đó mấy anh em tính trước đi, ngày đó đó qua tuần rồi phải không? Qua tuần nó chuẩn bị cái món đồ ăn nào đặc biệt để nấu cho mấy mẹ ăn. Hiểu không? Xong bánh kem đồ ha. Rồi thêm nước nôi rồi này kia đồ. Nó coi nó được cái một cái bàn đồ ăn. Nấu gì đó. Xong quay phim lại để cho khắp nơi nơi người ta biết được. Trong chùa mà còn đối xử với các mẹ như vậy. Nhiệt tình nấu ăn, nhiệt tình đem về Phật Pháp chia sẻ. Nhưng tối lại có làm gì đâu. Có đòi hỏi gì đâu. Ta chơi này là chơi quân tử quá mà. Còn mấy ông bằng ngày có một bó hoa hoặc là món quà, tối mấy ông dập te tua hoa chứ. Nghe không? Nên người tu mình những đức thấy nó cũng có cái trượng phu mạnh hơn nghe. Mình lo chứ mình đâu có đòi hỏi gì đâu, đúng mấy chú? Nghe không? Những lăng bữa nay quá phong độ nghe, bằng áo đẹp đẹp trai quá trời đẹp trai luôn, hậu tướng. Lúc này hôm nay niệm Phật nhiều nè, nghe không? Bây giờ là tiệt điện thoại luôn, đừng có xài điện thoại, nên xài điện thoại trắng đen thôi. Đó. Nên từ nơi đó bữa nay hảo tướng Nhật Lăng bữa nay mặt mày hồng hào lên, quá phong độ luôn mà, giống như chàng trai của nước bông cua. Không mà chùa mình quý vị ơi, nhìn xuống cái đạo tràng chùa mình á, những đức thấy ai cũng sáng sủa cũng đẹp chứ. Thì nhìn lên quý thầy quý chú quý vị thấy hảo tướng quý vị, quá hảo tướng luôn. Nó nhìn mấy cô cũng hảo tướng quá vàng, mấy cụ cũng hảo tướng đẹp.
là cái gì? Nhờ cái tâm nó an lạc, niệm Phật vui vẻ. Nó ngày mai bắt cái bài giảng như Đức mà đội cái nón đi cho mấy cụ coi, mấy cụ cũng cười thả ga luôn, cười bò lết luôn, đừng nói chuyện gì chứ, làm cho ta cười quá trời luôn mà. Thấy không? Nên mấy anh em á, bây giờ Nhân Thịnh với Nhân Đại gửi nhà vệ sinh, nó khéo léo điều chỉnh trong cái nhân sinh mà có Phật pháp. Chúng ta đem tịnh độ đi giới thiệu, nó đa dạng phương tiện, nó đâu phải chết cứng đâu. Như thế rồi chúng ta ngồi im gì hoài viết nó cứng đơ. Chúng ta lâu lâu sống động gì một chút à, mình chia sẻ Phật pháp lâu lâu mình đưa tay lên, cái người nghe nó cũng bị hấp dẫn đó quý vị. Nó sợ không dám ngủ, đúng không? Có lần Như Đức chia sẻ Phật pháp mà có cái bà ngồi đó bà ngủ gục, Như Đức nhìn mà bà mở mắt rồi, Như Đức nhìn mà Như Đức làm nè, mở mắt ra liền quý vị, sợ chết mồ luôn. Chưa, từ nó đã dùng đa dạng phương tiện để làm cho người ta nghe pháp tỉnh táo. Nó thí dụ như giờ các cụ mà mỗi tuần này nè, mỗi tuần mà Như Đức chia sẻ Phật pháp là sớm là các cụ bà qua, thích bà qua liền. Đi vòng vòng bây giờ tất cả các cụ nghe ở ngoài cổng chùa nè, bảo tháp nè, nè bên đây rồi nè, qua nè, tập trung gom ra đây. Rồi tới mà thứ hai mỗi tuần bên chùa mới thì các cụ qua bến cho cụ đi đó. Còn bà nào mà thích ở nhà thì ở, còn muốn đi thì đi. Kệ đi cho cụ bà vui. Cụ ở đây vui rồi thì con tâm bà nó an lạc thoải mái à. Tại vì sao? Nói chứ có được hộp sữa nữa nè. Thêm nghe thầy nói chuyện vui. Nó rồi thêm cái nữa là gì? Nghỉ sớm. Bây giờ 6:40 sắp nghỉ à. Mình chia sẻ Phật pháp gì mỗi tuần vậy, các cụ có được nghỉ ngơi vui vẻ, đi tăng tha lang thang từ từ với dì phòng thoải mái không? Chứ gặp mà mình vớt cho tới 7:30 mỗi tuần sợ mệt quá trời mệt, thấy chưa? Sau này mấy anh em kinh nghiệm nghe, chia sẻ Phật pháp cho đại chúng á, vui, gọn, khỏe, rẻ. Nên á, làm sao mà vui gọn là thấy hay nhất à. Vui mà lại gọn, kết thúc lại có hậu, đặc biệt là nụ cười. Cái hậu đặc biệt nhất của chúng ta là nụ cười. Quý vị coi cuối đời chúng ta giảng sanh mà cái mặt gì là thành công nè. Thấy không? Bị tu sao không biết mà cuối cuộc đời bị chết mà chịu thua, le lưỡi cái mắt trận trắng là thua. Bây giờ tôi báo cáo cho tất cả những người phụ nữ ở trong cuộc đời này, mấy bà muốn trẻ lâu không? Muốn đúng không? Ai mà không muốn trẻ, ai mà không muốn đẹp, đúng không? Nam nữ gì cũng vậy chứ. Vì chỉ cần đừng buồn giận ai để trong tâm, vì chỉ cần cười nhiều là nó đẹp. Cười nhiều là đẹp, chắc chắn vì luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị mà sáng ngủ thức dậy cười không được làm sao? Bẻ cái mặt ra cho nó cười. Hai cái tay mình gịch này nè. Mình làm vừa chút mình mắc cười quý vị ơi, mình làm chút mình cho mình nhìn mình giống khùng vậy đó. Rồi tự nhiên mình cười luôn. Làm cho nó cười cho bằng được. Nó là có mấy bà liệu có làm theo, thấy chưa? Làm sao miễn có nụ cười thôi ơi. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ quý vị ơi. Nhiều người ta nói mình chùa mình tại sao nuôi nhiều người già được hay vậy? Uống thuốc gì mà khỏe vậy? Nói uống thuốc cười. Hiểu không? Nó cái thế giới cực lạc gì sao mà ta đẹp gì? Vui cười mà ra đó. Chứ nếu như mà buồn phiền nó thành địa ngục á. Hiểu chưa? Nên chúng ta sống trong hoàn cảnh nào đẹp, xấu, lùng lé, hô súng gì, hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải tập cười. Cái miệng méo cũng phải cười nữa. Chưa? Cười là hay nhất à quý vị ơi. Đúng không? Có răng không có răng gì cũng cười. Hiểu không? Đừng có ngại. Mình mà không còn cái răng nào chứ mình cười càng đẹp.
Vì sao? Vì nó còn trẻ nên mọc răng chưa đều. Chưa. Từ nơi đó mà mình đừng có bao giờ bị nó câu thúc mình phiền não quý vị. Hiểu không? Có nụ cười là sẽ có ngày mai tốt đẹp. Nhớ nghe. Mà mình vui vẻ mình cười mình mới độ được người thân gia đình, độ được chúng sanh. Chứ cái mặt chầm chầm vô ủ sao độ? Bây giờ đi đâu cũng cái mặt gì sao độ? Ví dụ bây giờ mình vô nhà bếp mình nấu ăn đi, mình nấu một chút mình nóng đi. Ai hỏi tới mình thôi. Bưng đi. Được rồi. Đồ ăn này trở thành chất độc. Nó hỏi mình. Được, làm này đi chút xíu. Được. Sao. Thấy chưa? Nhẹ nhàng. Chứ hỏi tới mình mà cái mặt. Thấy không? Hỏi tới mình rồi mình đi ngoài đường mà mặt mình đi. Người ta nhìn mình cái là thấy phản cảm liền. Đúng quý vị? Mình đi ngoài đường mình mà người vui rồi nhìn mình á, nó vừa vui mà vừa giống khùng nữa. Nghe không? Những đứa có khi mà đi vô cái giường bông giấy nghe, một mình tôi làm tôi vui, được không? Những đứa đi ngang cái giường bông giấy đang chỗ bông gì đứa này. Ôi! Bông giấy! Đẹp quá! Bông giấy quá đẹp luôn. Tào lao vậy đó, ngộ vậy đó. Làm cái chuyện tào lao kỳ cục lắm. Rồi tự nhiên nắm cái lá bông giấy. Lá bông giấy. Uống nước chưa? Uống rồi hả? Đẹp quá, xanh quá. Nhìn, ô chim, hót đi con. Ngộ không? Nhìn đi gan khùng vậy đó, nhưng mà tôi vui, kể túi. Rồi xong bồ câu bay thì nó kêu, bồ câu biểu. Làm cái chuyện gì kỳ cục cái chở. Nè, có khi đi ngang ủ kiến, cố gắng niệm Phật nghe. Mày không niệm Phật giáng sanh là mày khổ lắm nghe kiến. Ông đi ngang, cái gì trời. Thầy nói chuyện thấy ghê. Chuyện gì có mình một thấy ghê quá. Nhớ nghe không? Phải niệm Phật nghe chưa? Nè, ăn cái gì thì ăn, đừng có sát sanh hại Phật nghe không? Cái ông đi ngang đó, tôi sợ quá. Gì vậy? Nó nói chuyện với kiến, được không? Nói chuyện với kiến. Không, làm cái chuyện mà bản thân mình an lạc quý vị. Cái cảnh giới này chỉ có mình mới biết thôi. Người ta không có đột phá được. Thông cảm. Không. Đó. Nên quý vị mà an lạc vui vẻ gọi là đặc biệt lắm quý vị ơi. Chúng ta cười lên cái coi. A-di-đà-phật. Ha ha ha. Sư cô cười lên cái coi. Ha ha ha. Thấy chưa? Sư cô ta một răng chưa đều mà ta còn cười dữ dằn vậy mà. Quá đặc biệt mà. Cười cái coi quý vị ơi. Chúc vị an lạc nha. A-di-đà-phật. Quyết tâm đời này giảng sanh vị ơi. A Di Đà Phật. Thường nhớ Phật nhớ cực lạc nha. Và chúc vị an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.